Đây, đứng ở tảng đá này. Đứng ở trên đây. Ngồi chỗ. Ngồi xuống nó ngã xuống đấy. Thuộc đá con này. Tại sao lại kêu là cục đá giòn? Còn vững hơn là cái chỗ để cho nó ngồi đấy. Không chạy. Ở đây là không chạy. Ở đây là đi có ba dắt. Hoặc là ba dắt hoặc là mẹ dắt. Con chạy là con là ngã lăn xuống dưới đất đấy. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống ngay đây. Không đi ra ngoài nữa. Ngồi đây. Không ngồi tảng đấy. Ngồi xuống đây. Đây, ngồi đây. Đó, ngoan lắm. Này, ba cho đá này. Đây này. Đá này. Nhiều đá chưa? Đây này. Đó, xong ba chụp đi mà đi chứ không no, vứt mũ nó ra đằng kia rồi. Nắng lắm. Chỗ này mới đẹp chứ. Nó chạy tít ra đằng kia còn nhìn thấy hai quay ở đằng kia cơ mà. Cười với ba này cười. À, nhớ mặt cười này. Nhớ mặt cười, nhớ mặt cười đã. Nhìn nó kính nhớ mặt cười. Vứt xuống. Mẹ đứng đâu con chụp lên nó đi à? Ừ, đợi tí, ba bảo quay hết thì chỗ này quay hết nó mới...